Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay như thường lệ thì mình lại tiếp tục với trận chiến solo zombie giữa mình và bé Mulia. Các bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng? Nếu bắt Mulia thì hãy nhấn đăng ký kênh và bắt mình thì hãy nhấn like nha. Dự đoán, các cực được thế nào? Ây da, cái map đầu tiên của chúng ta đó là cái map đồn cảnh sát. Và cái map này thì goblet rất là nhiều, thậm chí là nếu mà mình gặp cái người mà trốn chuyên nghiệp thì mình cũng không có phát hiện ra luôn. Vì vậy mà trong mọi tình huống thì mình không được chủ quan. Đang solo mà không được chủ quan. À rồi, mình mới đoán tuổi con bé này. Bé này là K11. K11 vậy là bao nhiêu tuổi ta? Nhỏ hơn mình 10 tuổi. Vậy là năm nay 13 tuổi. 13 tuổi, trời ơi Mulia. Rồi, không biến thành zombie. Cái này mình chơi với những bạn mà nhỏ tuổi hơn không mà. Các bạn sẽ bảo là không công bằng, ăn hiếp con nít, cái thứ đúng không? Nhưng mà cũng không hẳn như vậy đâu nha. Nhiều bạn bây giờ là nhỏ nhỏ mà chơi game giỏi hơn mình luôn á. Ok, mình biến thành một cái tivi màn hình mỏng rồi. Trời ơi, cái tivi này là chúng có plug là ngon lành canh đào. Trốn chỗ nào cũng được luôn anh em à. Thấy Mulia rồi nha. Giờ mình suy nghĩ chỗ trốn hay là mình vô đây nha. Ấy, chỗ này thì rồi, zombie chưa trốn luôn á, zombie lại rồi. Mulia kìa. Biến thành cái ghế. Eo, trời ơi. Coi chừng é đó Mulia ơi. Xém xíu rồi xong. Tôi mới nói chưa gì hết mà con bé nó đi nhanh quá. Rồi mình trốn kiếm mấy chỗ nào mà nó khó nhìn thấy ha. Ngay đây. Ok la rồi. Tín hiệu zombie đã đến. Thế bà duyên rồi. Tín hiệu zombie đến đó mọi người ơi. Đâu rồi. Sợ tôi trốn ở đây. Có khi nào cầu sáng bức tranh không trời. Oh my god. Ôi, vậy rồi. Tao mà thấy được. Đừng. Ê. Ý. Rồi, thế bà thôi. Phát hiện ra. Dọn. Run. Ơi, thốt kiếp nạn anh em ơi, thốt kiếp nạn. Bây giờ mình sẽ chui vô đây nha, tạm thời chui vô đây. Mình sợ là cào sẵn mấy cái điện thoại kế bên, mình chui vô đây đã đỡ đi. Không biết là cái ốc này bên trong có nhìn xuyên qua được không các bạn ạ, không thể xoay màn hình. Ơi. Rồi xong luôn rồi ơi. Vừa mới nói xong, ôi ai vậy? Trời ơi, sao thấy hai chỗ cái chỗ nó xuyên vô như thấy mọi người. Trời ơi, zombie nào hay trời. Quá đỉnh luôn á. Mình trốn vậy mà cũng phát hiện ra nữa. Nhưng mà ván này huề nha, ván này huề. Mulia cũng bị cao luôn rồi. Ván này huề. Quá dữ luôn Lia ơi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu ván thứ hai nào. Map siêu thị lớn, trời ơi map này thì nhẹ nhàng rồi, thoải mái. Bây giờ mình sẽ... có thể đi thảnh thơi rồi, không phải lo và lắng nữa. Giờ lo và lắng là chỉ để việc zombie lo thôi. Map này thì hầu như ít gốc lắc lắm, nhưng mà giờ thì tôi trốn là zombie sẽ hú hồn liền. Tôi trốn là zombie sẽ hú hồn. Đi thôi. Trời ơi. Ít gốc lắc lắm thì để xem là mình sẽ trốn chỗ nào đúng không mình win nha. Rồi, tùy cơ mà ứng biến thôi. Mình sẽ trốn trong mấy cái kẹt thùng á. Ê, quên nữa. Bại lộ rồi. Cái clip này lên là bại lộ vị trí của tôi rồi. Những bạn khác solo sẽ rất là để ý đây. Ở đây là đông quá trời nè zombie ơi. Ở đây là 4 người luôn nè zombie, đâu trên lầu vậy. Để mình rà soát xem cái thùng này ok xíu. Rồi, mình bị lắc rồi các bạn ơi. Bị lắc rồi. Đây, mình hay trốn trong mấy cái này lắm. Đó. Không phát hiện ra nha. Nhưng mà các bạn phải xoay qua và để ý xem là nó có hở ra hay không. Trời ơi, chỗ này không thấy luôn nè. Đấy, không thấy. Ui, trời ơi. Hai đứa con mannequin giống nhau luôn, giống màu luôn. Đứng kế bên luôn các bạn. Thôi, kiểu kỳ này là Mula thấy vị trí của mình rồi. Rồi, núp. Các bạn phải canh nha, như thế này nè. Cái tủ nó hơi hở ra con mannequin nè. Nên là mình phải canh cho nó ngay. Zombie tới, trời ơi cái cảm giác này. Ui, chắc bạn nó không thấy mình đâu. Đừng thấy nha, thấy tên thôi.
ơi 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 ơi, đừng thấy đừng thấy đừng thấy ba con zombie rồi. Trời ơi run, bạn chip sinh bên đây là chắc cũng thấy mình rồi, thấy tên rồi nhưng mà không biết trốn ở đâu. Rồi cào cái thùng đó được đó zombie ơi, rồi cứ cào cái thùng thứ hai là được. Tôi đang ở đây cái thùng thứ hai đây, đang run lắm đây. Đang quan sát zombie đây, một hai ba bốn con zombie đang tìm mình. Đừng nha đừng nha, trời đất ơi, cảm giác này cảm giác ngày xưa các bạn à, cảm giác ngày xưa mà làm ngốc lắc cho mọi người coi đó. Trời ơi bị các zombie dí. Ván này là còn 30 giây nữa thôi thì mình quyết định là mình trốn ở đây luôn, mình sẽ không đi đâu nữa nha, trốn thử xem là zombie có cào được không, không chạy luôn nha mọi người. Rồi rồi rung 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 đùi Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á, hồi hộp mà tim đập bịch 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 bịch, giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn á. mình đang rung là bởi vì nếu mà zombie cào cái thùng thứ hai là mình dính chuẩn các bạn à, cái thùng thứ hai này nó hơi bị hở ra xíu. Rồi xong, thoát nạn thoát nạn. Thoát nạn rồi, y win hết hồn chưa. Mulia, trời này ơi, còn sống luôn kìa. Quá dữ luôn. Mulia chơi bờ rổ các bạn ơi, nãy giờ ván này là huề nó rồi đó. Huề hoài luôn, không ăn nổi Mulia luôn á. Hai ván đầu tiên là huề rồi đó, ván thứ ba quyết chiến nha. Ván này tôi sẽ quyết chiến các bạn à. Phải phân thắng bại mới được. Trời cũng sắp sáng luôn rồi. Để xem là Mulia trốn ở đâu. Nói chung solo kiểu này cũng khá là công bằng, nếu mà tại vì nếu mà các bạn chơi không hay dựa vào nhân phẩm á, nếu mà các bạn làm zombie tím mà các bạn cao được mình thì các bạn ván đó các bạn thắng đó. Ý trời ơi, tôi mới nói luôn, tôi làm zombie tím rồi thì bắt buộc Mulia phải trốn thoát nha. Nếu mà Mulia trốn thoát thì Mulia sẽ thắng, còn nếu mà tôi cào được thì tôi sẽ thắng, đơn giản vậy thôi. Rồi tôi làm zombie tím rồi nha, lợi thế bên tôi rồi đó, nhưng mà cũng chưa chắc. Lỡ Mulia bị rồ trúng tìm thì sao đúng không? Ở đây có cái tín hiệu. Đâu rồi nhỉ? Phía trên, phía trên, phía trên. Rồi mình thấy hai người rồi. Y rồi bên đây nữa, có màu đỏ đỏ. Thấy rồi nha. Ơi, không chạy luôn kìa, tưởng tôi không thấy phải không? Để tôi cào bạn đằng đây trước là tưởng tôi không thấy. Đây là đây, tôi đứng trên cao, tôi quan sát hết rồi đấy. Thấy một bạn từ xa rồi, các bạn thấy không? Rồi mình cứ việc qua đó thôi. Ôi ôi thấy rồi nha, phía bên đó rồi, thẳng tiến qua luôn. Ôi ôi rồi rồi rồi, thấy rồi đây đây nè. Ui Mulia luôn. À trời ơi, tôi đã đứng trên gang tôi quan sát rồi. Ủa là la luôn, win win win. Bị lắc Mulia, bị lắc các bạn ơi. Nãy mình đã đứng trên cao là mình quan sát mình thấy rồi mà. Còn một bạn duy nhất thôi, nãy giờ mình 5 kill rồi. Ui ui, một bạn duy nhất thôi, đâu rồi? Chuẩn bị lên dĩa để kiếm bạn đó. Rồi xong luôn, lên dĩa kim quỳnh của te 333. Đây, 1-0 rồi. Và sau đó thì tụi mình có chơi thêm 4-5 trận nữa, nhưng mà liên tục huề các bạn à. Liên tục huề luôn, không thể nào mà thắng bại được, nên là quyết định dừng lại ở đó. Và bây giờ sẽ tới hình phạt dành cho Mulia. Đây đây đây, sẵn mai mối cho Mulia luôn, mình có gửi tin nhắn cho Mulia rồi nha. Đây em lại của bạn nón đỏ trước mặt. Rồi lại đó đi, trước mặt luôn. Ủa đâu rồi? Rồi xong luôn. Ơ kìa, bạn nón đỏ đi đâu rồi mọi người ơi? Hồi nãy thấy bạn nón đỏ mà chưa kịp bấm quay. Thôi giờ em lại có một bạn đang câu cá bên kia rồi, bên đường lại cua bạn đó đi. Sẵn là mai mối luôn. Mình đứng xa xa mình quay cho các bạn để các bạn ấy biết mình quay. Rồi đứng đây quan sát để coi là sẽ cua như thế nào đây. Rồi đây đây, mình quan sát zoom cận cảnh. Ủa ủa, alo, bạn này là nữ. Trời ơi, nãy bạn kia là nam mà mình đứng sao mình không để ý. Thôi lỡ rồi. Đến cho Mulia đi cua trai nhưng mà lại là bạn nữ rồi sao ta. Thôi kệ, cua luôn đi. Bạn đang làm gì thế? Đó, đang hỏi này hơi kỳ nhưng mà hơi lỡ rồi nha mọi người, tại vì mình cũng đang gấp. Rồi cho trả kèo luôn. Bạn kia trả lời mình đang câu cá, làm người yêu mình nhá. Trời ơi. Chưa gì Mulia, chưa gì mà đã như vậy rồi. Cô bé này thật là quá bạo. Chấp nhận nhá, mình là con gái mà trời.
Rồi xong luôn, không chịu rồi, không chịu rồi. Vì một cái kèo thôi mà Mula bất chấp luôn mọi người à. Thì yêu luôn sợ chi. đúng rồi, hay nha. Mình qua gốc bên đây. Bạn này thì có vẻ suy nghĩ hơi lâu, tự nhiên đang câu cá thì có đứa nào lại làm quen các thứ. Mula chủ động luôn, các bạn ơi thả thính, đây đây, mình chưa kịp quay luôn, quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Nắng mưa sẽ có cầu vồng, mình không thích trai làm vòng, chỉ thích bạn thôi. Wow. Wow, xích chiêu, quá trời, con bé này thật là đáo để. Trời ơi, vậy thôi mà người ta đồng ý lắm rồi kìa, quá trời dễ dãi luôn rồi. Hai bé này vậy là thành công rồi nha mọi người. Ok, tạm tha cho đó. Công nhận hay nha, chỉ mới vài bước thôi là trời ơi chấp nhận lên xe ngồi luôn cơ rồi. Vậy là Mola đã có người yêu rồi nha, cùng nhau chở nhau đi chơi quá dữ luôn. Ok, tại vì mình cũng đang gấp á, cho nên là tạm hình phạt nhẹ nhàng, tha cho đó. Nếu bạn nào có hình phạt hay hay thì cứ comment bên dưới nha, bye bye mọi người.